mấy bạn nên nhớ này, mình à, khi mình gắn cái thiếp à, mấy bạn chú ý ha mình coi cái móng tay của người ta này ở trong đây nó đi ra thì mấy bạn nên nhìn kỹ là bắt đầu từ chỗ này nó là thứ nhất điểm thứ nhất điểm thứ hai và điểm thứ ba là ngoài ngoài đầu đúng không thì mấy bạn gắn thiếp làm sao mấy bạn gắn à, miễn làm sao là cái con đường hai bên hông này nó như thế nào thì hai cái đường này nó chạy ra thì cái thiếp này cái móng tay của người ta có nhiều người nó nghiêng qua một bên với nhiều người nó méo qua một bên À, những người mà người ta bị méo qua đó mình đâu có thể mình gắn theo cái méo của họ được mình phải đi theo cái xếp của cái móng tay cái đó là cái quan trọng nhất hai mấy bạn nhìn kỹ mấy bạn cái đó là cái nền rồi mấy bạn không có nắm vững cái đó thì mấy bạn làm nó sẽ không có nó không có nó, cái móng không bao giờ đều và đẹp được hết ha và cái thứ hai nữa là mấy bạn khi mà gắn cái thiếp á mấy bạn không có cần phải đẩy cái móng của mình nó lên xa trên thì là xa ở trên trên tới trên này tại vì những cái chỗ này là có nhiều người móng người ta cái chỗ này người ta rất là ít thì đâm ra mình cần những cái chỗ này để cho nó có cái nó có cái độ bám để nó giữ được như một cái thân ở ngoài này bạn hiểu không đó. nếu mà cái chỗ này nó ít quá thì cái chỗ này nó dài quá thì chắc chắn 100% trăm phần trăm đụng qua đụng lại thì cái chỗ này nó cái 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 này nó cái độ bám không có nhiều thì nó sẽ bị lung lay đâm ra mà khi mà khách vào mấy bạn nên nhớ là bắt buộc mình phải lấy cái cuticle pusher mình đẩy da người ta ra đó mấy bạn mấy bạn nên nhớ như vậy mình sẽ đẩy mình sẽ đẩy sạch cái da người ta trên đây ra. Rồi mình chạy, mình cố gắng mình sẽ kìm những cái thua mà mình đẩy làm sao mà nó nó càng nhiều cái chỗ độ bám thì càng tốt với nhiều. Các bạn hiểu không? Càng nhiều độ bám thì càng tốt với nhiều. Độ bám ít quá, bóng này dài quá thì cái pressure cái thằng này nó có nhiều cái pressure. Cái cái độ bám mà đây nó quá ít thì tất nhiên là nó sẽ không đủ. Thí dụ bây giờ mấy bạn gắn cái tip lại vào đây đi. À mấy để, để để mấy bạn chờ một xíu. Mình sẽ thí dụ lại nha. Thí dụ ha Mà bây giờ mấy bạn Móng người ta như thế này Có nhiều bạn gắn lên trên đây Thì bạn gắn trên đây Thì mấy bạn cảm biết Mấy bạn thấy được rồi Mình gắn vô như thế này Thì nguyên một khoảng khúc này đó Đâu phải là bột ôm đâu Nguyên một khúc này là toàn là cái keo Và cái thiếp nằm ở dưới thôi Thì có nghĩa là nguyên một cái khúc này Nó không có cái một Nó không có cái độ bám Để cho hết một cái bộ móng tay dài của người ta Thì nó sẽ dễ, dễ bị bung lắm Nó bung rất là mau đó có nhiều người không biết gì hết nói ồ oh, gắn thì là cao lên thì nhưng mà các bạn gánh cao quá, cái nhiều người gánh lên tới đây tới đây luôn Gánh như vậy là hoàn toàn sai hết Không bao giờ đúng hết Tại vì cái độ bám đâu có đâu, nó có chút xíu làm sao mà nó bám nguyên một bóng dài này được Đâm ra mấy bạn phải thả xuống dưới đây, mấy bạn gánh ở dưới đây Một chút xíu ở này thôi ha Mà khi mà gánh vô cái thiếp mấy bạn nghiêng qua một bên mấy bạn nhìn này nè, Nhìn kỹ nha Mấy bạn nhìn nè, cái móng tay này đúng không, nó đi này, Nó bật ở đây, nhưng mà mình có thể Tại vì cái móng này nó, nó nếu đúng ra là nó phải đứng lên như thế này. Đấy, móng giả thì nó cong xuống vậy. Thì đâm ra mấy bạn nhìn này, mình gắn là mình không bao giờ mình để lại cái lỗi cái lõm lỗ ở trong cái chỗ này bạn hiểu chưa không bao giờ để vô cái 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 gáp ở chỗ này cái này nó phải nó phải nằm flat và đến bục cái dính liền dính bục cái dính liền đó cái đó là cái tip mà khi cái đó là cái mà quan trọng nhất trong khi mà gắn mấy bạn gắn tip mày phải gắn như thế nào có hai cái để mình đã làm sẵn cho mấy bạn thấy đây bạn nhìn coi lại đây có nhiều bạn á là nói đúng ra là tại vì đây vịt đang cấu cho một số bạn À, và ai cũng gửi hình cho David hết. Thì ngày hôm nay David hứa là David sẽ làm cái này để cho các bạn thấy được cái sai của các bạn. Đúng không? Đây là các đây là cái sai của các bạn nằm ở số này đây. Đây là cái này cái sai này, đúng không? Cái này là sai là chữ X là không sai này. Cái này là đúng là cái này là ok này, đúng đúng không? Tại sao là nó sai? Nó sai là như thế này. Mấy bạn vúa cái xếp coffin nó bị cong như thế này. Đó. Rồi mấy bạn đắp bột ở trên đây, nhiều người bạn đã đắp bột trên đây nó lòi ra như thế này. À mấy bạn thấy chưa? <laughs> Đó, mấy bạn lòi ra, mấy bạn đắp cái này lòi ra đây. Nè, mấy bạn cong như đây, khi mà xuống dưới đây á, là cái xếp của người ta nó phải thẳng nó là nó gọi là coffin thì nó muốn đẹp thì nó phải có cái độ ngang. Mấy bạn hiểu chưa? Độ ngang này, mấy bạn vô đây mấy bạn chơi cái thằng này cong ngay như vậy, cong như vậy. À, nó làm nó làm cho cái này nó mềm đi. Nó mất cái độ đẹp đi lên tại chỗ luôn nó không còn gọi là coffin nữa mà nó gọi là cái sếp gọi là bị hư rồi bạn cảm thấy không cái xếp coffin thì mấy bạn có thể là đi từ ở trong đây các bạn đi ra thì bạn có thể là coi này mình giữ cái sếp là mình vô cho nó vô chút xíu này đó thấy chưa thấy không này nó vô đó đó nó vô đó thì bạn thấy này cái xếp coffin nó có hai cái một cái đó mình muốn làm coffin wide đó thì mình có thể đi bên ngoài bự hơn nếu mà các bạn có thể làm shopping coffin xếp nếu bạn đi vô như vậy Nó thẳng như vậy Nó sẽ đẹp hơn Các bạn hiểu chưa Hello uh, Hello Jennifer How, Hello Jennifer Sabo How are you friend Hello Hồ Hiền ừ, Anh cho em hỏi Ok Hello um, um, David Hello hàng Em khỏe không Hello các, các bạn mới vào Mấy bạn hiểu là Mình đã làm sai Ở chỗ nào chưa Đây là cái bạn Chỗ làm sai Là mấy bạn nằm ở chỗ này Các bạn thấy không Cái xếp của người ta Đúng ra đã phải đi như thế này Đúng không Nó phải thẳng Nó phải Cái này nó phải thẳng nó tới nó tới cái chỗ này này cái chỗ này là mấy bạn không thể nào đi vô sâu hơn được nữa nếu mà mấy bạn đi vô sâu hơn thì mấy bạn sẽ bị bắt cái khóe ở trong này các bạn hiểu chưa cái tip cái đầu ngay tới đây hoặc là đứng rồi Nếu bạn vô sâu thì sẽ bị bắt cái khóe nó bị khóe nếu mà mình khóe mấy bạn nhìn ngang qua ở dưới đó thì bạn thấy là ở dưới này ví dụ mấy bạn nhìn ngang qua nếu mà mất cái khóe thì nó chui vô đây nó chui vô sâu quá nó sẽ bị bắt cái khóe của người ta ở trong góc đó các bạn hiểu chưa hello Analy, khỏe không em lâu lắm không gặp em Em khỏe không? Hello uh, Demi, Demi Chí khỏe không? Đó thì mấy bạn thấy không? Bắt buộc là mấy bạn nhớ là cái 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 cái, cái khi mà bạn cầm cây dũa Mấy bạn dũa thì mấy bạn phải cầm như thế nào. Đây, thấy không? Đi thẳng này, bạn đừng có đừng 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 có đây đây bây giờ thì bây giờ đây bị cắt cái này cho mấy bạn coi ha. Đây bị cắt cái xếp này đây. Đó, ok. Mình làm cái này dài đi nha. Đấy, vậy đi. Đó, rồi. Mấy bạn thấy này, đây là cái xếp mấy bạn dũa này, mình nhìn kỹ đúng không? là mình cầm cái, cái 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 vũ của người ta để bạn để này. Thấy chưa? Bạn không phải nằm vũ như thế này. Nằm nếu mà bạn vũ như thế này, mấy bạn vũ như này. Đây là cái sai của nhiều bạn vũ xếp này. Ok. À, mới đây là cái sai của các bạn vũ xếp này. Đó. Thấy chưa? Thì mấy bạn vũ như vậy là mấy bạn vũ cái sai này. Nè, nó vô này. Mấy bạn vũ đa số là nhiều người vũ xếp có phim là như thế này. Theo đây bị thấy. Đó, đây bị đây bị làm cái này là cho mấy bạn coi. Đó. nhiều người vúa xếp có phình như thế này mà cái này là tương đối là khá rồi đó nha như người vúa đắp bột xong rồi vúa rất là ra rất là không có đẹp rất là xấu thì bây giờ mấy bạn nhìn kỹ này mấy bạn thấy cái này có sai sai chút nào không đó. đắp bột xong rồi mình vúa xếp ra như thế này hoàn toàn là sai chứ đâu có đúng chút nào đâu bạn thấy chưa có phình đâu phải giống như thế này làm cái này làm sao mà gọi là có phình được đúng không cái này nó muốn thành ra gần ra almond rồi mà có nhiều khi có nhiều bạn làm á hai cái chỗ này này đây mấy bạn nhìn kỹ nha mấy bạn làm ngay chỗ này này nó rất là bè ra nó rất là bè ra to như thế này à đó có nhiều người làm bè ra to như thế đó à, à. Thế giờ có nhiều người làm cái xếp ra bè to như thế này à, à. à. <laughs> mấy bạn thấy không hello Jesse phạm em đắc kỷ rồi à. em đang ở đâu vậy em mấy bạn mấy bạn thật có đã thấy mấy bạn có thấy được cái size của mấy bạn không nếu mà mấy bạn nhìn ra được cái sai của mấy bạn thì mấy bạn sửa rất là dễ tại vì David hướng dẫn cho bây giờ David không có muốn dạy cho các bạn làm cái đúng David muốn cho các bạn nhìn thấy cái sai của các bạn như thế nào thì mấy bạn mới biết được là ô trời ơi, từ xưa đến nay tôi vũ sai không thì như vậy thì mấy bạn mới sửa được cái sai của mấy bạn còn nếu mà mấy bạn không có nhìn thấy được cái sai của mấy bạn á thì mấy bạn không biết cách nào mấy bạn sửa hết thấy chưa ừ uhm. Hello Nancy Win, em <laughs> Anh không có thiếp regular đây em ơi. Anh đâu phải là ở trong tiệm đâu, anh ở ngoài supply có cái nào anh làm cái đó thôi. Lúc trước anh đã chỉ cái đó rồi, đó anh đâu có phải là lần đầu tiên anh anh, anh trước anh làm cái regular thiếp rồi. Em không thấy thôi. Em phải coi lại những cái những cái những cái video cũ đó ha. Hello Nancy Win. Thấy không? Thì mấy bạn nên nhớ là cái size cái sai của của nó. Đó, cái dứa size. Tại vì mình dứa, em lấy bất cứ một cái thiếp nào mà em dúa sai thì em vẫn là sai, nó không thành vấn đề mặc dù anh lấy cái em lấy cái thiếp này ra em làm nhưng mà em người ta cho em xét điều đó em dũa sai thì nó vẫn ra sai chứ không phải là chứ không phải là 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 là, 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 là em chứ không phải là như vậy ha và anh khi gắn móng tiếp thịt của khách đang dài mình phải cắt ngắn bớt vậy cắt chưa lại bao là được và mình có cần dũa móng thiệt của khách trước khi gặp thế nào khi mình gắn thiếp móng thiệt của khách đang dài mình cắt ngắn bớt em nên cắt ngắn bớt xuống em nên cắt ngắn xuống mà em nên cắt ngắn sát vào trong cái này luôn em hiểu chưa hello Hannah em khỏe không em ở vẫn ở Boston hả ok lâu quá anh cũng không gặp em đó thì mấy bạn nhớ không mấy bạn thấy chưa thì đâm ra có nhiều người dũa xếp sai là tại vì tại sao ngay cái đường này này mấy bạn thấy chưa đây cong quá này cái này chỗ này thấy chưa mấy bạn nhìn kỹ này đây là quá cong đây là quá cong không thành vấn đề mấy bạn nhìn kỹ không Hoa lê hello Hana đổ, em khen Nè, theo Ngay chỗ này nó quá bị bầu, nó bị cong như thế này thì cái này làm sao mà gọi là coffin shape được các bạn nhìn kỹ này. À, tại vì biết sao không? có nhiều em có nhiều bạn à, làm nhưng mà chưa có được sự một sự hướng dẫn à, cái nào nó đúng, cái nào nó sai thì đâm ra mấy em là mấy em cũng cũng coi rất là nhiều cái tutorial video mấy em coi nhưng mà mấy em làm cũng chưa có được đúng lắm. Thì bây giờ là David ngày hôm nay David hướng dẫn cho các các bạn coi là cái 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 shape nó, à, nó 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 như thế này là cái này là cái sai giờ bây giờ bên có bên đây này mình vuốt cái xếp coffee này mấy bạn coi kỹ này nha mấy bạn coi kỹ lại này, đây 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 đẩy ra nha thì mình vuốt cái xếp này mấy bạn nhớ là một con đường mấy bạn đi thẳng ok một con đường mấy bạn đi thẳng bây giờ mấy bạn đi thẳng một con đường như thế này ok qua bên đây mấy bạn cũng làm giống y chang nhau luôn mấy bạn cũng y y chang làm đi thẳng một con đường giống như thế này <laughs> thấy giờ sau đó mấy bạn nên nhớ cái chỗ này là cái điểm điểm thứ nhì và đây là điểm thứ nhất này mấy bạn cần biết là điểm thứ nhất này điểm số 1 này đây là điểm số 2 này và điểm số 3 đúng không trong cái bộ bóng tay của người ta mấy bạn nhìn là điểm thứ nhất điểm thứ hai điểm thứ ba điểm thứ nhất là bắt đầu từ đây cái cục này thì nó đi ra thì trong này cái này là hai cái hai cái này nó phải đi nó đi thẳng xuống và hai bên này cũng vậy nữa mấy bạn đi làm sao cái thép nó đi thẳng xuống tiếp này tiếp tục nó đi thẳng xuống bây à, giờ mấy bạn thấy chưa đó thì mấy bạn nhìn thấy được nè nè móng của người ta này mấy bạn nhìn đây là điểm thứ nhất điểm thứ hai và điểm thứ ba ba cái này điểm thứ nhất đều 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 giống nhau thì nó sẽ ra đẹp được nó giống như là một cái giống như là một cái người 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 uh, về về uh, người ta làm về một cái kiến trúc vậy đó nó phải nó phải nó phải đâu ra đó rõ ràng như vậy rồi cái điểm cái điểm thứ, thứ các bạn nhìn nữa là cái điểm trong điểm từ ở đây và điểm từ ở đây thì cái này điểm đây và điểm đây hai điểm này mấy bạn nhớ làm sao nó phải song song với nhau điểm này đúng không ngay chỗ này có giữa này thấy không và ngay chỗ giữa đây hai cái này mấy bạn làm sao nó song song với nhau cái 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 khúc này là khúc giữa mấy bạn chia ra hai bên đây là nó như vậy, thế này nó vô nếu bên này nó vô như thế này thì bên này nó cũng phải vô như thế này cho nó đều thì mấy bạn mới thấy được đó là cái đó là cái mấy bạn cần phải làm thấy chưa nó phải đúng hơn mấy bạn thấy không không thấy à ok xin lỗi đây 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 không thấy hello uh, hello Jenny hello uh, Nhi chào em khỏe không này này mấy bạn thấy chưa đó đây là đây là đây là điểm đây là xin lỗi nha bây giờ mình đọc lại mình nói lại nha đây đây, đây. rồi ok các bạn nhìn kỹ giờ rồi ok giờ như vậy đây này, này mấy bạn nhớ là điểm thứ điểm thứ nhất này điểm thứ hai này và điểm thứ ba ok điểm thứ nhất điểm thứ hai và điểm thứ ba nó đi cùng một con đường với nhau đó là một con đường đi với nhau đều bằng với nhau hết. Bạn thấy chưa? Rồi bây giờ David muốn nói cái điểm này, điểm đây là giao điểm nhất điểm thứ hai, hai cái này nó phải đi song song. Đây là cái móng tay của người ta này, đây là cái cục nớt cầu này, cục nớt cầu này nó nằm ở ngay đây. Nè các bạn thấy chưa? Thì bây giờ mấy bạn nhìn kỹ này tay của David này bị méo này thấy chưa? Cục nớt cầu nằm ở ngay đây. Nhưng mà mình đi xa đây, nếu mà mình đi theo, mình gắn cái thiết vào giống như thế này. Nè, cái này nó bị méo qua đây, mình gắn thiết như thế này, tất nhiên là cái móng này méo rồi bạn thấy cái, cái cái độ méo của nó thôi đó nó méo này theo bắt buộc các bạn phải phải đi từ trong đây đi ra ngay chính giường giữa này các bạn đi ra thì bạn phải gắn như thế này đó, cho nó mất cái độ méo nó đi đó, thì cũng giống như đây thôi các thôi. bạn nhớ là đây là một này đây là hai cái này là song song với nhau này bạn thấy không hai cái song song với nhau đâu thì hai cái này đều với nhau thì cái xếp trong này cũng vậy hết các bạn nhớ là đi từ trong đây đi ra đi thẳng một đường từ cái đầu đi ra tới, tới ngoài này từ đây đi ra tới ngoài này đó, mấy bạn cầm cái dũa, nhiều khi mấy bạn cầm cái dũa nó mỏng quá. Mấy bạn dũa nó, nó sẽ không có được giống như là ý muốn của mình. Đây, mấy bạn coi là dũa xếp đây này. <laughs> thấy không? Thẳng này. Thấy chưa? Thẳng này thấy không? Mấy bạn thấy không? Dũa thẳng xuống. Ừ. Vô trong đây thì mấy bạn có thể là đi cong này, có để cong Nhưng mà mấy bạn thấy không? Mấy bạn nhớ có nhiều khi mấy bạn làm du xếp như thế này xong mấy bạn nên nhớ là nhiều lúc mình cũng phải lật ngược tay người khách lại giống như thế này đó mấy bạn thấy lật ngược tay người ta ra không người ta lật ngược lên như thế này để mấy bạn nhìn nè mấy bạn nhìn nè là mình để cái ngón tay này vào ở dưới đây đúng ngón tay này này là để dưới đây để làm chi để mình giữ được cái độ bằng phẳng và mình cầm cái dũa như thế này và mình sẽ dũa thẳng như thế này đó thì mấy bạn mới thấy được là cái độ đây và độ ở đây hai cái nó song song với nhau như vậy nó sẽ đều hơn mấy bạn mấy bạn có hiểu rõ David việc muốn hướng dẫn mấy bạn chưa nè mấy bạn nhìn kỹ này thế chưa cái móng tay người ta mình lật ngược lên như vậy mình mới thấy được là nó nó như thế nào thì mấy bạn nhìn kỹ này đây là cái số đây là đây là điểm này và điểm này hai điểm này mấy bạn song song bộ móng tay mấy bạn này từ bắt đầu từ hai bên đây các bạn đi vô làm sao cho nó thật đều đúng không là cái xếp lúc nào cũng như vậy mấy bạn làm xếp như vậy thì nó rất là đều và nó chính xác đâu vào đó hết đó giống như là một người kiến trúc sư người ta vẽ một cái hình đồ thì người ta vẽ đâu ra đó rất là rõ ràng đó thì cũng giống như là cái thì sự ra cái móng tay của mình nó cũng chẳng khác gì hết nếu mà mấy bạn apply cái 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 theory đó đi theo vô giống như là một người kiến trúc sư người ta vẽ một, một 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 cái sơ đồ đi thì nó cũng giống như nhau móng tay của bạn nó chia ra làm nhiều nhiều giai đoạn đoạn thứ nhất này ha À, đoạn thứ nhất là bắt đầu từ ở đây, Ờ rớt ra, <laughs> đây đó, cái này nó dở quá nó rớt ra, thì cái đoạn thứ nhất nó nằm ở đó, à mấy bạn thấy không? nằm ở đây, đoạn thứ hai và đoạn thứ ba, ba cái đoạn lật ngược lại cho mấy bạn coi tiếp rồi, thấy không? bạn thấy chưa? đó, thì bây giờ là mấy bạn nhìn vô là mấy bạn thấy nè, cái bộ bóng tay này, hiện tại bây giờ cái xếp này nó 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 rất là nó rất là nó rất là là, là chính xác và nó đúng là cái coffin hình xếp nó phải giống như thế này, mà cái khi mà có nhiều bạn ok đắp cái cấp xếp như vậy rồi nhưng mà các bạn đắp bột sai thì nó sẽ vẫn bị cái tình trạng là là mình làm mình dũa sai thì bây giờ đây mình mời các bạn theo dõi đây cái máy lạnh mình bị gì ta các bạn thấy không bây giờ đây mình sẽ đắp cho các bạn coi ha và đây mình sẽ làm sao đây mình sẽ sẽ diễn tả luôn đây mình sẽ làm hai cách À, một cái thì mình sẽ dũa sai đây mình sẽ đắp sai và một cái để mình sẽ đắp đúng và cái sai của mấy bạn nằm ngay chỗ nào thì mấy bạn theo dõi ha thì đa số là cái sai nằm ở đây bạn coi ha mình sẽ đắp cái này cái này là cái sai nha thì mình cũng làm giống như là bình thường đây ok à. đây là cái sai của nhiều người đây là như chỗ này mấy bạn đắp ở trên đây mấy bạn kéo trên đây nhiều quá à, có nhiều người đắp này nó bị ra là thế giờ Nè mấy bạn theo này đắp nó lem ra mấy bạn cứ cứ cái bạn cứ cứ, cứ vuốt như thế này ở ngay giữa không này mấy bạn theo nè mình vuốt nó vô mình cho nó vô đi nha đây là đây là cái sai của nhiều bạn này đắp bột này mấy bạn vuốt ở ngay giữa mạnh quá mấy bạn hiểu chưa mấy bạn cũng mấy bạn cũng cố gắng mấy bạn cũng ôm vô nhưng mà mấy bạn ôm vô nhưng mà cái chỗ ôm cũng nè mấy bạn thấy không nó sai ở ngay cái chỗ là sai ở ngay chỗ này Đó, mấy bạn theo À, sai từ ngay lúc này này thấy không đó sai từ ngay lúc này này đó chính xác luôn à, thì mấy bạn thấy nè đó đây là có rất là nhiều bạn đắp móng như thế này xong uh, mấy bạn chưa có biết được đâm ra mấy bạn uh, có nhiều em có nhiều bạn gửi gửi hình uh, cho david coi thì david thấy cái sai của mấy bạn mấy bạn nói ok thì anh sẽ anh sẽ giúp em là anh sẽ chỉ mình sẽ giúp bạn là mình sẽ chỉ cho mấy bạn uh, nhìn ra được cái sai của mấy bạn thì mấy bạn biết là bị oh, ô vậy là mình đã làm sai thì mình sẽ sửa đổi cách làm của mấy bạn lại đúng không? thì đây giờ là cái này là cái thường thường đa số là cái nhiều bạn đắp như thế này, đúng không? còn đấy là mình đắp muốn đắp đắp cho nó đúng thì các bạn theo dõi đây, mình phải đắp như thế này, nhìn kỹ nha, đây, cho rõ chút, rõ chưa mấy bạn? rồi, đây, thì cái này là cái đắp cái đắp mà nó muốn muốn đắp cho nó đúng thì các bạn nên đắp như thế này, này cục bột đúng không muốn thấm xuống xíu cho nó bớt chảy ra này ha mình thả cục bột ở ngay cứu đi cầu đây ok mình thả xuống này kéo xuống ok các bạn hãy nâng cục bột lên này bạn đưa nó đi ha mấy bạn kéo nó xuống tới đây sau đó mấy bạn chịu khó ôm cái này vô và ngay cứu đi cầu cho nó thật tròn ok ôm thật tròn thì mấy bạn ôm vô hai bên này thấy giờ mấy bạn thấy không đó mấy bạn ôm này mấy bạn thấy cái bàn tay của bên trái của đây bị chạy không thấy không các bạn thấy cái bàn tay bên trái của đây bị chạy không đó. đó thì mình ôm như thế này thì hai bên này nó sẽ ôm lại nó sẽ giúp cho mình tới lúc này này ra tới lúc đây thôi thì mấy bạn mới ấy nó vô mấy bạn ôm nó vô là thế chưa mấy bạn thấy ôm vô không ôm vô các bạn có thể làm giống như thế này hello cho anh em khỏe không hello jenny jenny mấy bạn có thể là đi chạy này không các bạn làm như vậy thì mấy bạn vẫn giữ được cái xếp của mấy bạn ở ngay đây mấy bạn hiểu chưa đó hello uh, hello uh, các bạn nha các em mới vào đó, thế giờ thì tiếp tục này mấy bạn coi lại này cục bột thứ hai mình sẽ đi tiếp theo đây mình sẽ thả cục bột thứ hai ở ngay cái video nha mấy bạn ôm nó xuống này mấy bạn giữ nó ở ngay chỗ này đúng không các bạn kéo nó xuống này đó thì biết tại sao tại mấy bạn cần có cái độ cao độ cong trên cái bộ móng tay của mấy bạn nè nếu mà mấy bạn đắp bột xong thì cái bột của mình nó nó gọn mà nó đẹp như thế này thì có phải là các bạn ờ đã khâu đang ấy không mấy bạn ơi đó thì các bạn thấy không mấy bạn thấy đã thấy cái sai của các bạn chưa thì đó đây là cái mà Mấy các bạn nhìn nè thấy chưa mình đã sai mình đã thấy cái sai của mấy bạn rồi rồi đó thấy không thì bây giờ mấy bạn nhìn là sơ qua này mấy bạn nhìn cho kỹ này hai cái bóng tay này, ok, mình đắp thì các bạn thấy là mình sẽ mình sẽ mình sẽ đắp mình sẽ cái này là mình sẽ không có làm phong ngày hôm nay mình muốn hướng dẫn cho mấy bạn làm tiếp mình sẽ đi dễ dàng hơn. thì bây giờ xin lỗi để mình đắp cái cục bột này lên đây để cho nó khô à, để cho cục bột này nó khô và để cho mình gắn cái tiếp vào cho nó dễ dàng hơn. này các bạn thấy chưa? nè à, thả xuống đây ha. tại vì cái 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 nhựa này đó là mình không có cái cục bột này lên đây đó là nó mình gắn tiếp nó không có ăn các bạn nên nhớ là như vậy nó không bao giờ ăn hết tại vì nó nó là một cái nhựa không có bám thiếp mà các bạn ôm ôm cái thiếp năm năm ba phút đồng hồ tháo nó vẫn bung ra cực lắm đâm ra mấy bạn mấy bạn chịu khó mấy bạn à, đây là cái cách là để làm duy nhất là mấy bạn à, để cái, à, cái 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 à, cái tip nó vào đây Mấy bạn gắn cái này lên đây thì nó sẽ khô và sau khi nó khô thì nó sẽ nó sẽ làm cho các bạn được hơn Cảm ơn anh đã vui dạng dạy rất tận tâm. Cảm ơn Trang em. Cảm ơn em nhiều. Ở Quỳnh Mỹ. Có nhiều khách đòi dũa phần nhỏ thật nhỏ em. Thì em dũa sao vậy anh? Ok. Chào chú anh sẽ làm cho em luôn. Cái, cái phần thịt là nhỏ. Vì trước khi gắn tiếp mình cắt móng thịt của khách hết sát như hai hôm nay. luôn Hay có cần chừa lại chút xíu. Em có thể chừa lại hay là em có thể gắn. À, em có thể chừa lại hay em có thể um, cắt đi hết cũng không sao. Tại vì thường thường đó. Nếu mà, mà đúng á. Thì mình nên cắt sát vào. À, mình nên cắt sát vào nha mấy em cắt sát vào để để, để 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 cho mình gắn cho nó dễ đó. anh gắn form cũng vậy nữa anh cũng gắn sát vào anh để gắn cho nó dễ đây mình sẽ làm cái này đây để để cho mình để cho nó khô rồi mình sẽ làm cho mấy bạn coi ha đó mấy mấy bạn thấy không vậy mấy bạn nhớ nhớ xe 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 dùng xe 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 ra cái video này dùng cho đây nha tại vì cái này có có rất là nhiều người thắc mắc uh, trong cái quá trình làm móng tay Uh, nhiều lắm chứ không phải là ít hình như là đa số đó thì mấy mấy em xe dùng ra dùng cho anh một cái xe những cái nào mấy bạn thấy đó mình xe vào cũng được để cho giúp cho những người người ta không có thấy đó người ta có thể người ta học hỏi người ta sẽ biết được dùm anh nha cảm ơn các em đó, anh chỉ cần mấy em xe dùng anh cái thôi để cho mấy người ta thấy được cái sai và cái đúng của người của người thợ như thế nào hello Tina đổ em rồi thấy giờ mấy bạn thấy không để David sẽ chờ cho cái này nó khô và David sẽ làm cho mấy bạn coi nếu mà nếu mà có người có hai cái cách lấy xếp như là luôn nha các em có nhiều người các bạn các em có bao giờ thấy được uh, uh, khi mà người ta vũ cái xếp uh, người ta vũ bằng cái vũ vũ uh, này không đây đây mấy em coi uh, đây 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 là một cái có thể có nhiều bạn này nên nhớ là có nhiều bạn dùng cái, cái này để lấy xếp rất là ngon các bạn nên nhớ là như vậy okay. ngày hôm nay mình chủ yếu mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn làm đắp bột hết nha và quan quan trọng ngày hôm nay là ngày ngày làm xếp nha chứ không phải là ngày làm mà chứ không phải là ngày làm gì hết thì mấy bạn coi đây thì thì thí dụ bây giờ cái này của mình là mình nó đúng ra là mình mấy bạn thấy là mình đã mình đã làm như vậy nó rất là đẹp rồi vì đâu có cần phải gì đâu thí dụ bây giờ có người khách người ta muốn làm cái xếp coffin narrow hơn đúng không em thì mấy bạn em em coi em có thể lấy cái vú em vú hoặc là em có thể lấy cái cây này em đẩy ra này cho anh em đẩy lên cho anh như vậy nha các bạn thấy không này lấy ra thấy chưa một đường thôi mấy bạn chạy tới đây này đứng lại rồi mấy bạn qua bên đây này coi này bạn coi lại rồi nha theo mình tới đây thôi mình đứng lại này đó mấy bạn thấy không cái cái là làm uh, làm sexy xếp đúng rồi anh đang lấy giờ làm quá trời sexy xếp luôn này hello trang em uh, hello jojo mấy bạn thấy không thì đâm ra là mấy bạn nhìn cho kỹ này cái xếp này cái tay này để này vúa này thấy không một đường Đúng không? Em qua bên đường thứ hai, mấy em nhìn kỹ này. Thấy giờ Mình không có đi vô sâu hơn tới cái chỗ này. Mình tới đây là mình đứng rồi. Qua cái chỗ này là mấy bạn có độ cong của mấy bạn này. Đi này mấy bạn nhìn kỹ này nha, cong này. Thấy chưa? Đó, thấy cong không? Em thích anh dưới xếp như vậy, em tập hoài mà vẫn chưa được hiền. Từ từ em. Em em ăn sẽ chị em cách em 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 cứ theo theo cách anh làm đi. Hello, nga nga. không? À, đi đây mấy bạn đi nhẹ này thấy giờ đó cong đây là thấy giờ đó thẳng ở đây nha cái chỗ này và cái chỗ này là hai song song này thì lúc nãy là mình đã nhớ rồi mình, mình nhớ mấy bạn nhớ không mình đã, mình đã mình đã mình đã hướng dẫn cho mấy bạn rồi đó là mấy bạn phải lật tay khách người ta lên như thế này mấy bạn coi cái tình hình nó như thế này bây giờ mấy bạn nhìn kỹ ở trên ngay chỗ này đó bắt buộc là mình cầm cái này ở đây nằm ở đây và cái này cái này ở trên thì mấy bạn nhìn kỹ là mấy bạn thọc cái tay này nè mấy bạn để ở dưới này để cho nó dứ cho nó khỏi bị giằng thì sau đó mấy bạn này biết vị trí bạn chỉ có như là à, minor thôi mấy bạn đẩy nhẹ thôi mấy bạn nhìn kỹ này để à, mình, mình đẩy nhẹ nhẹ mấy cái thôi thì bắt đầu mấy bạn thấy là ở đây nó rất là vuông này đó mấy bạn thấy chưa ừ. phải làm u u nha đúng rồi đen nhiều em nhớ cái u đó nha em là thích cái u đó lắm á đi Jimmy xin coi like chốn thằng thăm bà đảo cũng vậy hello mấy bạn coi này nhìn kỹ này thấy chưa là phải là phải cái xếp là nó phải có bắt đầu ở đây nó đi xuống đều thẳng xuống à, các bạn thấy không giống như là tờ giấy này để việt mới nói cho mấy bạn thấy đó, đó cái này là cái này thấy không? mấy bạn phải đi vô thì bây giờ cái xếp có của mấy bạn đó là như vậy đó mấy bạn nhớ không đi vô này mấy bạn coi là điểm 1, điểm 2, điểm 3 đây là điểm thứ hai và điểm thứ ba hai điểm này song song với nhau và điểm này cũng đều song song ba điểm nào đều với nhau thấy không? cái 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 móng tay mình chia ra làm giữa đúng không đó thì mình sẽ coi mình sẽ làm là là như vậy Đó. đó. đây là cái mà đây là cái này là cái sai của cái sếp coffin đây là là cái đúng của cái sếp coffin mấy bạn nhìn thấy cái sai và cái cái đúng thì mấy bạn sửa dễ lắm nhưng mà mấy bạn không nhìn ra cái sai mấy bạn không nhìn ra cái đúng thì bạn không bao giờ sửa được hết bạn hiểu chưa đây là cái này là cái này là cái sai này bạn theo đắp bột sai là vì lý do bạn đắp bột đây đè mạnh quá à, đây vì thấy có có nhiều bạn đắp đắp bột á à, coi như là hình như là muốn hiếp dầm cái cọ luôn <laughs> chị thật chị thật chị thật cái đó là muốn hiếp dầm cái cọ luôn mấy bạn đắp à, mà mình cảm thấy là tội nghiệp cho cây cỏ là vì lý do, à lý do là như thế này, lý do là cái bột của các bạn nó, cái nước lấy của các bạn nó khô nhanh quá, hiểu không? khi mà nó khô nhanh quá, mấy bạn không có thời gian để mấy bạn vút nó, mấy bạn phải đập nó liền. Mấy bạn phải đè nó ra, mấy bạn đập đập đà... đập đập đập, mấy làm coi như là được ra, mấy bạn không những người đó làm Để vì thấy không có một chút xíu enjoy nào hết, mà mà chỉ coi như là làm cho nó xong công việc để lấy tiền thôi hay là làm cho nó xong để khách thì khỏi đi ra khỏi đi ra khỏi tiệm của mình. Chứ không có chứ không có không chứ không có một cái enjoy nào ở trong cái cái cuộc đắp bột hết. Thì các bạn thấy này, cái sai là 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 mấy bạn đè quá mạnh. Nếu các bạn thấy cái sai của các bạn chưa? Đè quá mạnh này. Này, thì khi mà đè quá mạnh hết thì cái này nó bè ra hai bên, ở đây nó giữa nó phẳng và không bao giờ đẹp hết, khó làm đẹp lắm. Bây giờ có đây là còn thứ nhất là cái sai ở ngay đắp bột rồi. Sau khi đó mấy bạn sai ở cái dúa nữa. Các bạn hiểu chưa? Sai ở cái vúa nữa là sai, là ở vúa là vúa như thế này. À, vúa xếp như thế này. Vúa coi như là khói bay mịt mù, coi như là bột, coi như là, là coi như là tha hồ hửi luôn, Hửi muốn điên muốn khùng luôn. Đó, thấy chưa mấy bạn thấy chưa? giữa đó. Rồi ở đây á là xếp lại cái đầu đừng cái, cái xếp như thế này. Vúa từ lư hết, coi như là vúa lúc này cũng muốn múa đó, à, này vúa tùm lum hết. Không bao giờ mà chính xác họ họ biết họ đang làm cái gì. Các bạn thấy chưa? Nè, thấy không? Có nhiều người đó, đó cứ vúa coi như là ờ à, coi như là tay nghề múa là dữ dội lắm, nào làm ngoáy tùm lum hết nhưng mấy bạn không cần làm như vậy, mấy bạn chỉ cần à đúng rồi móng sai là bánh bèo, đúng là bánh ú <laughs> là được hết, thì hiếp dâm à, còn tác không được là hiếp dâm cây cọ nha, đúng rồi không được hiếp dâm cây cọ, à mấy bạn mấy bạn nhớ hay, à, em em gì em em, em mộng thu em nhớ em em ghi xuống cho anh nha bài đó cấm cấm hiếp dâm cây cọ ha À, đắp bột mà muốn hết dẫn cái cọ là sao không có được thì đâm ra đây là cái sai của mấy bạn mấy bạn nhìn ra mấy bạn thấy ok vậy cũng đẹp rồi mấy bạn dũa xong như vậy đó đây cái xếp coffee nữa đó, à, đây là cái các coffee của mấy bạn đây đó, đó thấy không múa múa hà đúng rồi đó múa à, múa đó mà lấy như mắt khách, mắt khách nó, nó, đi theo cái mình múa mà, mà lấy mắt luôn mà Coi như là u trời ơi, làm giống là ta đây là phục khách xe nào lắm làm múa quấy tùm lum hết rồi giật 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 rồi xong luôn mang ra rồi tè le luôn Đấy không? nhớ là mình làm thôi động tác mình làm nhẹ nhàng mình uh, mình enjoy công việc của mình đúng không các bạn là nhẹ nhàng này đúng không này bây giờ mấy bạn thấy không dũa không à, mình 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 trở thành một mình mình muốn mình muốn hôm trước là David lúc nào cũng vậy đi mình chia sẻ với các bạn là mình muốn trở thành một người master cái cọ này thì sự ra mình không muốn master cái này và mình nó không muốn master cái này chi cái này cần mình phải làm thôi nhưng mà mình muốn master cái thằng này cho nó tốt Đúng không, đúng không mấy bạn đúng không mấy em đó anh mua quá trời luôn nói giờ anh mua quá trời luôn có phải <laughs> đúng không thu vương bây giờ mua khói bay bình bù luôn đó thì mấy em cứ nên nhớ là như thế này bây giờ bây giờ này mấy em coi lại mình sẽ gắn thiết tiếp nha và mình sẽ mình sẽ đi lại mình sẽ làm lại thêm uh, hai cái này nữa Thì uh, thì sự ra mình không có cái uh, mình không có cái ờ uh, 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 hai cái tiếp này nó không có đúng sai đây mình lấy thằng em này ra mình coi cái bộ thiếp này trong này nó có thiếp này là em này đúng sai. Đây có em nào có thiếp số 5 không? Đây có. Qua bên đây mình lấy em này đi. Đây đây. À, số 4 đi nha ha, mình sẽ gắn thiếp số bốn này. Ừ. Em muốn master giống anh. À, em đừng có master nha, em đừng master, em à, em master rồi em đi luôn á. Muối cỏ, em thấy em muối cỏ không? mua quá trời đúng không? Nè mấy bạn coi này, đây mình sẽ gắn cái tiếp lại, lại cho mấy bạn thấy đây. Đúng không? Này số 4. Đây. Không phải, không phải. Không phải. Hay em đang phải, đây giữa đây. Ok. Để mấy bạn coi đây ha, mình sẽ dũa sơ sơ cho cái này cho nó sần đi rồi mình sẽ gắn tiếp lại cho mấy bạn coi ha. Và mình sẽ mình tiếp tục mình làm lại thêm, mình sẽ tiếp tục mình lại hướng lại hướng dẫn cho mấy bạn tiếp tục những chỗ nào sai, những chỗ nào đúng nhẹ nhàng em có thích đừng hiếp nó là em sợ em trở lại không trở lại đúng rồi chỉnh camera lại ở đây đây chỉnh camera lại đây đúng rồi làm là mình không có hiếp dâm cây cọ được nha mấy bạn đừng có nên cái hiếp dâm cây cọ nhớ là như vậy ha cây cọ của mình là mình nâng mình nịu không sao mà đi mình hiếp dâm nó được trời ơi đắp bột như là cái cọ nó tè le luôn coi như là đắp cái làm chịu không nổi luôn à mấy bạn coi này ha mình sẽ đưa nó vào đây ok hai cái ha bạn coi đây thì bây giờ là cái này là hai cái này là, nó nằm ở đây, ok chỉnh lại camera đúng rồi chỉnh lại rồi đó nha các bạn coi này theo dõi lại nha đây mình sẽ làm lại thêm hai cái động tác nữa thêm cái động tác sai và cái động tác đúng đúng không thì các bạn theo dõi lại hồi em em thích muối cọ hơn muối lửa muối giữa nói gì ừ đúng rồi à, hồi em mới vào nghề anh họ em chị em học cũng múa quá trời lúc đó em ngưỡng mộ lắm <laughs> đúng không lúc múa rồi tại vì không biết gì hết ngưỡng mộ lắm đúng không thấy ông múa rồi là kia ghê gớm quá biết không thì thực ra đâu phải đâu múa đâu đâu có biểu diễn đâu đâu có cái đó là toàn là đánh sai không đâu có đánh chúng chỗ nào đó rồi bây giờ mình sẽ làm lại chút xíu cho mấy bạn coi à, mình cắt ngắn lại nha mình sẽ không làm cái lắm dài mình làm cái ngắn móng ngắn đây móng à, ngắn đây thì bây giờ đây mình sẽ làm lại cái cái mà à, bây giờ có nhiều người như thế này đây mình có thấy có nhiều bạn giống như thế này vũ xếp, ok đúng đẹp nhưng mà tới khi đắp bột á đắp sai tới lúc đầu đúng thì đúng lắm nhưng mà lúc đó là sai thì bây giờ mấy bạn theo dõi lại này, ha đây cái sếp của mình là phải ôm vô như này đi thẳng vô như vậy theo bạn thấy không chỉ có một con đường mình dúa thôi và đây và đây là mấy bạn coi này đều này đây và đây là đều này thấy không Yeah, rồi để cho mình dũa này nó flash xuống thì nó mới nó mới gọi là nó mới gọi là nó đúng hơn rồi để mình phối bộ cho mấy bạn coi ha đây mấy bạn theo dõi tiếp tục lại nè đây mình sẽ đất tục đắp lại nè đây là cái hũ bột một lẻ năm nha mấy bạn ha mấy bạn coi lại đây là cái cách đắp sai trước ha mình sẽ mình sẽ làm cái cách đắp sai cho mấy bạn coi đây là người thợ đắp sai bột đây vẫn lấy cái bột lên rất là đều bình thường không có chuyện gì xảy ra cả ok và sau khi đó anh đó anh đắp bột anh để cục bột ở ngay đây ok và anh đắp là anh đắp ở ngay chỗ này đa số là anh làm ở ngay đây đều hết nhưng mà anh đắp anh đắp ở ngay giữa này mấy bạn mấy anh vẫn kéo vô mấy anh vẫn kéo vô mấy em vẫn kéo vô nhưng mà mấy em làm mấy em đè như thế này đó thấy chưa đè xuống vẫn em vẫn vẫn mấy em cũng làm ôm vô như bình thường nhưng mà thực sự ra mấy em đè ở ngay giữa quá nhiều đó thì mấy em đè ở ngay dưới quá nhiều thì hai bên hông là cái bột nó sẽ bị chảy ra ngoài. Các bạn thấy không? mấy em mấy anh chị mấy bạn thấy chưa? Đó, gọi lại đi. Thấy chưa? Nè, đây là mấy bạn đắp như vậy, là mấy bạn đắp ở ngay giữa. Bây giờ trở lại này mấy bạn làm thêm cục nữa trên cái kêu đi cầu cho nó tròn và nó sạch cho nó đẹp nha. Thì đây đó là người đó vẫn làm bình thường luôn. Theo giống như vậy mấy bạn kéo xuống. Đúng không? Đây mấy bạn như vậy bạn kéo xuống. À, nhưng mà dù sao đi nó kéo xuống, nhưng mà ở giữa vẫn là đè, thật là thật là mỏng ở ngay đây. Con đường này có rất là mỏng. Mấy bạn làm như vậy thì mấy bạn vũ rất là cực. Thứ nhất là nó cực là khi mấy bạn vũ thì hai ở giữa này nó mỏng. Hai bên đầu này nó cảm thấy cái độ dày. Nhưng mà thật sự là cái móng này dễ gãy lắm. Mấy bạn hiểu chưa? Nó dễ gãy là vì lý do. Ở ngay đây mỏng quá. Có thể là mấy bạn làm u lên. Có nhiều người làm cũng rất là u lên. Nhưng mà vẫn bị bè ra ngoài. Đó. Có nhiều rồi. Còn cái mà bây giờ có. có Đây là cái này là cái. Đây mình sướng hướng dẫn cho các bạn. Thì mình đắp bột cho nó thật đúng. Thì mấy bạn thế làm là như thế này nhìn kỹ lại nha đây lấy bột nè bình thường thả xuống cái giấy thả cái bột ngay kia đi cồn này mấy bạn nhìn kỹ này ngay kia đi cầu này thấy chưa đẩy nó lên bạn kéo nó xuống nhẹ này kéo nó xuống nhẹ kéo nó xuống nhẹ và bạn thả nó ra nghiêng móng tay có một bên mấy bạn lo ôm hai bên này ôm vào này mấy bạn đẩy sát vào kia đi cồn này thấy chưa thấy chưa đẩy sát vào kia đi cầu này mấy bạn ôm nó vô ngay đây này thấy giờ mấy bạn thấy không ôm như thế này đây là hai cách đắp nha thấy không một cách đắp ôm vào ngay giữa À, một cách đắp theo mấy bạn thấy chưa đó đây là cái cách thứ hai mấy bạn thấy là cái cách đắp thứ hai nó như thế này ra tới đây thì mấy bạn làm mỏng được hello good morning mấy em nè ra tới đây thì mấy bạn làm mỏng được này đó ngay cái cái đầu này tại lý do sao cái đầu này nó cần mỏng để làm chi để cho nó có, có, có cái tự nhiên ngay cái đầu này thôi thì cái móng nó tự nhiên như vậy đó thì người ta người ta à, làm việc nó dễ hơn rồi sau đó mấy bạn lấy cái bộ thứ hai xem em đất nhanh khô là tại vì cái bột của em nó khô nhanh quá cái liquid của em nó khô nhanh quá ok còn bột thứ hai của cái người đó này tay này này đó đâu vô sát kia đi cò để bạn nhìn kỹ này ôm nó lại này thế không bạn thấy không ôm hai bên này, này vuốt lên vô này đó thấy không ngay trên này người ta không làm gì hết người ta vuốt xuống à các bạn thấy chưa cái đó là dưới cái sự khác biệt giữa à, cái bộ móng tay nó ôm vô như thế này và cái bộ móng tay nó flat như thế này nó đều hai cái này bạn thấy không đó. À, anh David cho em hỏi 12 màu mới ngày mai có chưa Ờ à, chưa anh anh ngày mai ngày mới anh chưa có anh tuần sau anh mới ra nha tuần sau anh mới có nha nghe nghe, nghe các em đó nè theo mấy bạn thấy không thì đâm ra mấy bạn nhìn cho kỹ này những cái sai và những cái đúng của của một người thợ đắp bột thì đó đây là một người thợ đắp bột sai và người thợ đắp bột đúng đây là người thợ đắp bột sai và người thợ đắp bột đúng thì người đúng là nó trở thành một cái level khác rồi em thấy không cái nail của người ta nó trở thành một cái uh, cái nêu của móng tay của người ta nó rất là uh, uh, nó rất là 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 có cái nó có cái tư cách của nó nó có một cái là nó có một cái tiếng nói của nó nó có một cái tư cách riêng của nó là mình nhìn là mình thấy là cái cái móng tay đó có tư cách riêng của nó rồi rất là đẹp và đều các bạn nhìn kỹ này thấy chưa người đắp móng tay đúng người đắp móng tay sai 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 và đúng đúng đây là hai cái này là hai cái đúng hai cái này là hai cái sai bạn thấy chưa đây là cái xếp này cũng sai này thấy chưa à... Đây là em em lúc lúc đắp là nhớ là hát lên bài là em đã sai từ ngay lúc đầu rồi, đúng không? Đó, sai từ ngay lúc đầu rồi. Đâu có không là vì lỡ yêu em quá đậm đà nè, đậm đà yêu quá đè hết dâm cái cọ banh xác luôn. Thấy ừ. <laughs> không? Em làm em, anh làm thế rằng mà tới phiên em đắp thấy khó. thật à, Thạch Thảo Nguyễn ơi, anh nói cho em nghe. Cái quan trọng là em phải dùng cái đúng cái cái cái, cái liquid một chút xíu. <laughs> này, đúng liquid một chút xíu. Và cái thứ hai nữa là 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 <laughs> mình đắp một bột đó là mấy em ôm chịu khó lúc nào anh cũng nói mấy em hết này mấy em ơi ôm nó vào tại vì nó sao anh nói thịt với em luôn không có gì hạnh phúc bằng nhau khi mà mình được ôm đó thì đâm ra à, khi không bao à, không bao giờ mà hạnh phúc khi được ôm thì đâm ra ôm phải ôm cho thật đều và ôm cho thật đẹp à ôm như vậy nó mới là đẹp ha à. còn cái này là hiếp dâm ở ngay chỗ này cái này là người ta cấm mình ôm mình đè ra người ta hiếp dâm tất nhiên là đập dữ quá luôn đập cái cọ quá cho là đập luôn nè nhiều người đắp như vậy nè đó đây bị có thấy nhiều người luôn toàn đắp như vậy không mấy bạn nên nhớ là có rất là nhiều bạn đắp giống như thế này bỏ mấy bạn nên chịu khó mấy bạn thay đổi mấy bạn thay đổi một chút xíu ừ. cái sai là cái bị hiếp dâm nhiều quá đúng rồi đó chứ sao nữa có cần anh Tiết lên móng để giữ được tiếp chắc không anh có cần gắn thiết lên cao không em lúc nãy anh nói em rồi không bao giờ gắn thiết lên cao hết Tiếp của em ở đây thì em làm ơn em gắn thằng ngay đầu thôi em không bao giờ gắn cao lý do em gắn cao là tại sao em gắn cao anh nói cho em nghe lý do không có nên tại sao gắn cao đây cái này bự quá rồi mình sẽ lấy cái móng này đây tại sao em phải gắn cao nếu mà em gắn cao bây giờ là cái độ này là là một cái độ nó bám để nó giữ được tất cả những cái chuyện này cái gì ở đây nếu mà em gắn cao lên như vậy em mất đi 50 phần trăm độ bám cho cái bộ bóng tay này không còn nữa em chỉ còn lại bao nhiêu đây thôi em phải giữ xuống tới đây để em có luôn em luôn luôn giữ là một trăm phần trăm độ bám và bình chăm mình trăm cái nền để giữ nguyên một cái móng tay dài giống như thế này mấy em hiểu chưa à, một thu em hiểu không em không bao giờ nên gánh cao hết à, à anh so sánh giữa sai và gì đúng giúp em hiểu rõ hơn thật có nhiều thái thì hiệp rớt mạng rồi à? Ủa ai rớt anh đâu có rớt em rớt chứ ai rớt hả Trang rồi em bị yếu rồi anh nghĩ em bị yếu quá rồi đi tắc xịt của em yếu quá như là bên Taxit ai cũng bị yếu sinh lý <laughs> rớt mạng nè coi nè mộng thu nè để cái thiếp vào này thấy chưa nhẹ nhàng ngay chút đầu thôi chưa nghe không đó và mình giữ nó thấy không cho thêm cục nữa cho nó đầy rồi đó ha nha ly đi giang nè mấy bạn thấy chưa mấy bạn thấy được cái cái sai và cái đúng của của, người thợ chưa nè người thợ người thợ đắp đúng và người thợ đắp sai gì đó thì đâm xa đa là đa số có một người lúc chút xíu nữa đây mình sẽ làm lại thêm một cái nữa là cho mấy bạn coi như thế này người ta đắp cũng là người ta đắp cũng là đúng nhưng mà trong cái đúng đó có rất nhiều cái sai trong cái đúng đó ừ hiếp quá bị yêu <laughs> bình thường đúng không ai bình thường chỉ có em uh, huyền trang gọi là anh bị rớt thôi là anh nghĩ là chắc em bị yếu sinh lý em <laughs> bị bạn yêu đâu ra rớt chứ à, có ai rớt đâu đó thì các bạn thấy chưa đây là cái là david hướng dẫn cho các bạn thấy được những cái sai và những cái đúng à thì mình mình nhìn được những cái sai và những cái đúng như thế này thì mình sẽ mới 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 mới, mới biết cách làm được đây bây giờ mình sẽ làm cho cái này đây này thì sẽ làm cho mấy bạn coi Đây thì sẽ đắp bột cho mấy bạn coi thì đây cái này là cái người thợ đắp đúng nhưng mà trong cái đúng đó đó à, người thợ đó cũng có nhiều cái sai à, mình sẽ chỉ luôn mình sẽ mình sẽ trình bày ra luôn cho cho mấy bạn thấy là cái sai của mấy bạn như thế nào đúng không đây nè các bạn thấy không ok các bạn chờ ha mình sẽ đắp cho mấy bạn coi đây là cái cô đây là cái người 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 làm người làm người làm cái gì cũng đúng hết kế okay. nhưng mà tới khi đắp bột thì lại đúng và lại sai thì để David nói rõ luôn cho mấy bạn hiểu là cái đúng cái sai của nó như thế nào ha theo dõi đây này à, muốn đắp bột đẹp là phải luôn luôn phải phải luôn liền tưởng đến uống bia ôm vậy đó luôn ôm 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 trời ơi anh chưa biết uống bia ôm như thế nào em mới lớn mà sao em cứ đi kêu anh uống bia ôm là sao <laughs> hả em mộng thu anh chưa bao giờ uống bia ôm lần nào đời của anh anh chưa biết bia ôm là cái gì cả à, anh chỉ biết ôm rê thôi anh anh chỉ biết ôm rê cho bóng bò thôi chứ anh không biết muốn bia ôm nha bữa nào em sẽ chỉ có, có thể nào em sẽ chỉ cho anh chỗ nào mà có, cái đó không <laughs> đó. nè lấy lại cục bồ khác nha <laughs> À, đúng không hiền trang hiền trang à, yếu quá mà cái rớt hoài kiểu đó đây là cái cái người có nhiều người đắp như thế này để các bạn coi ha họ đắp như thế này có nhiều em đắp như thế này à, anh nhìn cái bóng thôi là anh tưởng tượng được các em nó đắp như thế nào em chưa có thấy các em nó đắp cái bạn đã đắp nhưng mà đây vị thấy được á, là cái người bạn đó đắp nó cũng giống như thế này à, ok người đó đắp bị sai rồi sau đó mấy người người dũa bị sai luôn À, à, không biết mấy người đã đắp này đây đó cái 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 mà David cố tình David cố tình làm ra cái sai của cái cô của cái người đó đó các bạn sẽ coi lại đây ha đây đây David cố tình làm ra cái sai của người đó ok đây. Ok nè mấy bạn tiếp tục coi lại nha đây à, cái cô đó cái người bạn đó đây 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 là người bạn đó đây người ta đắp ở đây chỗ rất là dày trong này là dày lắm Để vì có thấy được trong này họ đắp cái cái, cái 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 tay đó là đắp rất là dày trong đây đắp trong cái chỗ này là nó u thì là cao lên luôn này bạn thấy là nó u thì là cao lên luôn trong đó à à à cao lắm cao mà u thì là cao mà nó lại nó lại bị méo nữa có chờ đã thôi khổ ghê đại ca này rồi xong luôn rồi xong luôn khỏi dính <laughs> à, khóa khóa anh ơi khóa học bao nhiêu tiền à, không có em cái cái khóa này anh làm anh làm anh dạy mấy em là anh dạy free chứ không có lấy tiền cái móng này nó rớt rồi mấy bạn ơi bỏ nó đi ồ oh, hello Danny. Danny em khỏe không anh chỉ biết ôm rên thôi chứ không phải ôm rê hả đúng rồi ôm rên thôi hả anh là giỏi nhất vấn đề đó <laughs> mình mình tay người tay người bao nhiêu tiền vậy anh tay gì tay người bao nhiêu tiền hả tay người là sao tay nào người là sao bao nhiêu tiền là em anh chưa hiểu ha em hỏi lại rớt rớt rồi Ờ cái này là rớt thật rồi Cái này là yếu sinh lý quá luôn <laughs> Rồi ờ, Cái tay này nó cái tay này nó quá tốt à. Cái này là xin lỗi cho mấy bạn nha Cái này là sinh lý không được khỏe này <laughs> Mới chạm vô cái rớt cha đó <laughs> Mới chạm ra cái rớt rồi xong luôn rồi Đó có là tiêu đời rồi Tiêu đời trai rồi <laughs> Đúng rồi đúng là hàng 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 này hàng nó 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 Made ma nó, nó ma đê việt nam á hàng ma đê ba xin lỗi ma mà, mà đê in china đó bó tay luôn Cục này Đó Ở à, là nó dậy đó Đây Thôi lỡ rồi Đã vậy đi ha Lát nó mình Lát nó mình là Nó méo móp như vậy rồi Chắc không ai đắp như vậy như vậy đâu Cái này kìa chỉ có nó học sinh mới Chỉ có học sinh mới đắp kiểu này thôi <laughs> à, Không có em ơi Anh uh, Anh ở trong Sài Gòn thì có người bán Nhưng mà anh không có quá Hình có bán Ôi à, qua ừ, rớt 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 luôn này, rớt rớt nó đài luôn này đó. Mấy bạn thấy chưa Đây làm lại đây. Làm lại đây các okay, bạn thấy không? Đó. Cái này nó made in China nha mấy bạn. Hàng made in China nó chỉ có nhiêu đó là hết rồi. <laughs> đụng vô cái rớt đụng vô cái rớt. À ha. Đắp gọn lại cho mấy bạn rồi bắt đầu mình lát mình 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 dũa là mình sẽ chỉ cho cái này, chỉ cho cái người mà làm xa, cái cái bạn đắp sai như thế nào nha. Đây, thấy không? Đây là những cái này là những cái sai đây, bỏ vô đây đi. Rồi, qua bên đây chùi cọ đi một cái cắt nước đi một cái đi ôm ôm quá yếu nên design đúng rồi điều design đẹp lắm à, anh ôm bạo lực quá chị làm rớt móng luôn rồi ban xác <laughs> đó rồi bây giờ mấy bạn theo dõi lại nha đây là cái đây mình sẽ vũ lại cái 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 đây mình sẽ vũ lại cái bên đây cho các bạn thấy cái vũ xếp à, cái 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 người ta vũ sai thì người ta vũ sai rồi đó thì người ta lại người, người, ta lắp khi người ta đắp bột sai rồi đó là người ta vũ cũng là sai luôn anh hiểu chưa này Đã, vua cũng là sai luôn nhưng mà thực sự ra đặt vua như vậy rất là cực các bạn hiểu chưa rất là cực cực cái thời gian của mình lắm tại vì khi mình làm sai rồi mình vua mình đâu có thời gian đâu phải là ai cũng có mất nhiều đâu thấy không chỉ có david có chút chút thôi <laughs> mất sổ mất sổ đó mất sổ là vua chịu sao nổi thấy chưa bắt buộc các bạn thấy không đó vua sai là cái vua ngay chỗ này nó cong này bạn thấy không đó thấy không vua đây là cong này đó, đây là cái dũa sai nè có phần xếp là mấy bạn cố gắng dũa lên đó, nhưng mà ngay chỗ này mấy bạn tự nhiên mấy bạn làm chỗ này tròn chi vậy có phần xếp đâu có cần tròn như vậy đúng không đó đây là nhiều người dũa sai như thế này giữa sai của cái xếp Đó. Thử bạn nhìn nè thấy không anh đắp với dũa sai luôn em đắp hả à? đó bây giờ em biết xong Morgan anh chỉ ra như vậy là em nhìn được cái sai rồi đúng không em nhìn được cái sai của 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 mình đúng không? Thì đâm ra là anh anh chỉ cho em những người bạn nào và những anh chị em nào mình cảm thấy là mình làm sai thì mình nên sửa lại thôi. Nè, vũ xếp này, đúng không? các bạn nhìn kỹ lại này, đây để sao như đây, vũ xếp này. Một đường đi này, thấy không? Mấy em qua bên đây là mấy em coi dữ này, cái tay này kéo da người ta ra làm theo không? Đó, một đường đi này. Lúc nào cũng vậy hết á. Lúc là đây việc làm việc, đây việc hướng dẫn cho các bạn rất là nhìn cho kỹ, tay này đẩy da này và tay này đẩy da hai cái này cũng đẩy da ra. Các bạn nhìn đây này, xuống xuống vũ qua đây, thấy các bạn nhìn đâu mình vuốt cái này thẳng này thấy không đúng không hai bên này một đường vô này đi đây cái vòng cong này thấy chưa đường vô này đây đây này đường vòng cong này không đó vô đó, mấy bạn thấy chưa thì đâm ra mấy bạn nhìn cho kỹ cái xếp đúng cái xếp sai cái xếp đúng cái xếp sai thì đây là hai cái mấy bạn mấy bạn mấy bạn nhìn cho thật kỹ lại cái nào đúng cái nào sai à, cái này cái này cái này là cái này là cái, 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 cái coffin narrow cái này là coffin wire bạn thấy chưa à đó mấy không mấy bạn thấy không không thấy gì anh à, ơi ủa không thấy là sao kỳ vậy oh yeah tell me yeah I, i can't wait to see you next week nhớ lên nha đi lên chơi với lại à, đi đi với lại lên đây đi lên đi lên đi uh, lên đi, đi, đi ha cho cho vui rồi nè bạn nhìn kỹ nha nè đây đúng sai đúng sai à tại sao nó lại đúng mà tại sao nó lại sai các bạn nhìn ra chưa? Các bạn nào nhìn, các bạn nào có các bạn nào thắc mắc không? Các bạn nào nhìn không ra tại sao mình 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 phải làm như vậy không? Đó. Và dũa nữa rồi sau đây là cái cách dũa chứ để để Việt hướng dẫn cho mấy bạn cách dũa luôn. Ok. Cái dũa cũng rất là quan trọng nữa trên cái mặt bột ha. Tại sao David nói, "Ô bà em ơi, em dũa phải ôm vô." Ờ, ôm vô là như thế nào? Là tại sao anh kêu em ôm? À, lùi bàn tay ra chút xíu anh ơi. Lùi bàn tay ra hả? Ok, như vậy được chưa? Được được chưa? Đúng không? Vậy tốt hơn này hay không? Ok. Bò điền người ta có sấu muối, mình vua quá nên có muối hả? Đúng rồi. nước nào đúng không? Rồi ok, giờ mấy bạn theo dõi đây. Cái cách vua bằng tay. Đúng không? Đây là thêm một cái cách vua sai. Đây thêm một cách vũ sai của nữa này mấy bạn coi này, vua sai. Đúng không? Bạn thấy chưa? Mấy bạn thấy tại sao dũa sai chưa? À, mấy bạn dũa cho thật đều. Nè, mấy bạn dũa cho thật đều. Nè. Đó, mấy bạn cũng mấy bạn cũng chịu khó bạn ôm nhiều xíu này đó, thấy không? Đây là dũa sai. Mấy bạn thấy dũa sai chưa? Đây là cách dũa sai này. Dũa sai là như thế nào? Dũa sai là cái bạn toàn toàn là dũa ngay dưới không à mình đâu cần giữa ở dưới đâu, vũ đó đã mỏng rồi, mình đắp đã mỏng rồi còn vũ sai nữa thì thôi, khỏi luôn, rất là mỏng, hai bên này dày bè ra bên ở ngay dưới thì bị flat, các bạn hiểu chưa? Anh David ngày nào em cũng ôm lên chuyên nghiệp hơn, ngày nào cũng ôm lên chuyên nghiệp hơn, <laughs> hello xin chào nha em. Rồi, bây giờ thì qua bên này vũ đúng là vũ thế này, các bạn coi này vũ trên đây là đi cô này, thấy chưa? Các à, bạn thấy không, vũ này nhẹ tay này đúng không? Hả? À. Và sau đó là mấy bạn coi này, mấy bạn vũ này hai bên đây này các bạn thấy hai bên đây này bắt đầu từ ngay đầu này bạn nhìn kỹ nha hai bên đây ngay đây này nhẹ này thấy không thấy không mình đi từ hai bên này đi vô thấy giờ các bạn thấy không hai bên này đi vô nè đó thấy giờ ok đi bên này mình đi xuống đường được này đấy bạn thấy giờ đi xuống đèo này mình không các bạn từ đi từ trong này các bạn đi nhẹ ra là thấy giờ đó ôm nó vô như thế này đó các bạn thấy không thì đâm ra cái chỗ này là lúc nào mình cũng phải mỏng thì mấy bạn ở ngay chỗ dưới này thì mấy bạn vú ở ngay giữa được ok không sao là vì lý do đi vì muốn làm cho cái đầu nó mỏng thì mới thể vú ở ngay giữa đúng không nhưng mà đi hai qua bên tay hai bên đây kia mấy bạn không vú ở trong giữa nữa mấy bạn vú ở giữa đi là mấy bạn sẽ bị mất cái bột của mấy bạn đi hết thì cái xếp nó sẽ không còn ngon nó không còn đẹp nữa các bạn nhìn nè thấy chưa mấy bạn sẽ, mấy bạn nhận diện ra cái cách vú sai của mấy bạn chưa vú sai bằng cái này đây cũng vậy nữa này bạn vúa sai là vúa sai từ ngay lúc đầu này thấy không đó là mấy bạn vúa ở ngay vúa không à này là ngay giữa không nè thấy không mấy bạn vúa toàn là giữa không rồi mấy bạn dũa toàn là giữa không mấy bạn không có biết vúa hai bên rồi sau đó mấy bạn vúa xong như vậy mấy bạn cũng làm đều lắm mấy bạn cũng làm kỹ lắm chứ không phải là không à nhưng mà cứ vúa hoài như vậy mấy bạn không biết ủa tại sao mà mình làm nó kỳ quá à, nó không đẹp nó xấu quá à. mình cũng làm kỹ lắm mà mình đâu có là ấy gì đâu nhưng mà thực sự ra mình hoàn toàn làm toàn là bị sai không thì các bạn thấy được này thấy không cái vũ sai của mấy bạn là làm ở ngay đây thấy giờ bạn thấy cái sai chưa đúng không vẫn đẹp nhưng mấy bạn nhìn mấy người mấy mọi người nhìn nó ủa mình làm cũng thấy ok nhưng mà biết tại nhưng mà cũng biết tại sao nó lại không có đẹp đúng không bây giờ mấy bạn qua bên đây mấy bạn coi lại dũa bên đây này lại này bên này này thấy không đây coi này mấy bạn nhìn này đi đi sát vào đây này ha bạn thấy chưa ôm này ha ôm nhẹ ngay đầu này thấy chưa để ôm nhẹ ngay đầu không các bạn thấy ôm vô ngay đầu không các bạn thấy chưa ôm vô ngay đầu hai bên ôm vô này Cúc đầu mỏng này ha các bạn ôm hai bên này ngay chỗ này nhẹ này đúng không nhẹ rất là nhẹ thôi sau đó mới bạn ôm hai bên này ôm lại cho đây việc vào này thấy chưa ôm đây nhẹ vào này đó để làm sao ôm thật là nhẹ trên mặt thôi để mấy bạn vẫn giữ được cái vẫn uh, giữ được cái cái độ cong và và cái độ dày ở ngay khúc giữa đó mấy bạn hiểu chưa đây còn cái tay ngón này là cái ngón là coi như là nó là, là ngón nó bị thần kinh đây <laughs> rớt ra rồi đây. đây, rồi có nhiều bạn uh, có một cái tư tưởng nữa là đắp kệ nó đắp cho nó thật dày lên xong rồi bắt đầu mình dũa đi sau thì mấy bạn càng dũa thì mấy bạn càng tè le càng dũa càng hư bạn thấy không thấy không cái móng tay này giống người của người hành tinh không thì đâm ra là đây thêm có thêm một người có thêm một có số bạn giống như vậy nữa đắp cho nó nhanh đắp cho nó xong rồi sau đó bị dũa là dũa xài hết luôn nha mấy bạn đúng không rất là cực nữa thực sự ra mình đâu có muốn mình đâu có muốn mỏi tay đâu mình đâu có muốn hủy bụi của cái này nhiều đâu đúng không đó. mình chỉ có muốn làm sao đắp cho nó thật gọn thật đều lại để cho mình tốn khỏi tốn con dũa vua mà đi nói mà toát mồ hôi ra luôn mà làm sao được đâu có thể nào đâu có thể nào được cái đó được không có nên toát mồ hôi ra nha mấy bạn làm là phải enjoy là phải thích thú là phải có cái đam mê ôm là phải rên đúng không à, ôm không rên đâu có ra đẹp được được thấy không đó bắt buộc là phải như thế này bộ này đó. thì mấy bạn coi lại thẳng này thấy không? vua xếp thẳng này vua thế thẳng này đúng không cái vua này nằm thẳng này không không phải nằm như thế này và không phải nằm như thế này nằm là phải như thế này nè thấy không các bạn thấy không đi này đi là một cái cưa đi lên đi xuống thấy chưa thì đây là tất cả những bí quyết anh không có anh không có bao giờ anh 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 đã bỏ lên hết tất cả cái bí quyết trong cái anh đã tóm tắt lại những cái bí quyết để cho các em làm đẹp rồi nó nằm trong đây hết anh không có bỏ sót một cái gì hết tất cả ok thì anh anh đã chỉ hết tất cả rồi các em các em nên nên coi lại những cái này và mấy em coi lại cách làm của mấy em nếu mà cái bột của em nó khô nhanh quá thì em em sẽ tìm một cái loại em sẽ nên coi gọi lại coi cái đó có phải là liquid nó gọi là liquid ema hay không nếu mà mấy bạn làm liquid mme thì thua tại vì liquid mme nó khô rất là nhanh nhưng mà cái liquid đó thì hiện tại bây giờ bên mỹ này nó cấm nó không cho người ta xài nhưng mà cũng phải cũng phải nhưng mà cấm cấm nhưng mà cũng có nhiều người vẫn thích xài nhưng mà nếu mà được á mà chịu khó chịu khó đổi đi hoặc là mấy bạn có thể pha nếu mà liquid này nó cảm thấy nó chảy quá thì mấy bạn pha mấy bạn pha vào pha vào để mấy bạn đắp cho nó nó, nó khi nào mấy bạn cảm thấy là mình không tới bồ với tới mấy cái 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 độ pha bao nhiêu đó thì mình, sau đó mình biết là mình mình giữ cái độ pha đó thôi đúng không bạn hiểu không ừ, ôm là phải cho nó rên hả anh đúng rồi ôm phải rên với em đen đi em không rên là chết á à. là em bị đá rớt xuống giường đó <laughs> nhớ là như vậy ha ôm phải cho nó đẹp nó đều đó đây là những bạn này làm sai đây ha mình cũng cố gắng mình làm lắm rồi đây mình à, mình cũng gọi là tay chân mình múa rồi dữ lắm ha mình ngoái rồi mình giật này kia mình làm đủ trò ha coi như là mình cũng là điêu luyện lắm rồi đó đó nhưng mà cuối cùng ra chỉ có nhiều đó thôi thì mình mà sau đó mấy bạn buffer này ha à, bạn nhớ buffer ha à, cảm ơn anh Uh, em làm sai em làm mà uh, phát ốm lên ý vậy hả rồi sai rồi sai đúng không cảm ơn anh đã chia sẻ tận tâm cảm ơn giang uh, pha mô pha cảm ơn em nói chung ôm thì phải 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 mê Ờ à, ôm phải mê nữa hả ồ wow, dữ vậy ta rồi nhớ nha không mê là không cho về ha <laughs> người ta ôm rê chỗ này có ôm mê nữa em em này có chưa mới nữa hả rồi mấy bạn coi lại đây thì đây là những cái mà david muốn nói lên cho mấy bạn thấy là đối với xếp nhọn nhọn tròn vuông Almond mình cũng phải vuốt đúng thẳng luôn hả anh chính xác em chính xác luôn à, chi số liquid good nha yeah. ra anh Kevin Kevin lên thì nhớ là như vậy là cái cái mà cái mà xếp nào em cũng đều có một cái em cũng có đều giống nhau hết xếp nhọn xếp này xếp kia xếp gì nó cũng giống nhau hết tất cả nó không khác nhau chút nào em cũng giống y giống như